Xin chào mọi người, mình là Công Cô Ai. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn bếp ga của Nhật. Bếp ga Nhật này, chú ý các bạn không để hỏng cái đầu đánh nửa đây, vẫn duy trì nửa đây. Nếu mà cái đèn thông báo là oxidase nên cái này nó đỏ là do hết pin. Các bạn chỉ là kéo ra và thay pin đi theo hình nhé, theo hình này. Cậy ra là thay luôn. Có hai cục rồi. Cùng theo hình này luôn, hoặc là có thể là khi mà các bạn đun nóng quá ấy, hết nước là bếp nó tự tắt thì mình báo cái đèn nhấp nháy báo hay như thế này. Mà khi nướng thì vịt nướng ấy thì các bạn có thể bật bếp đây. Ở đây là chốt khóa nhé, đặt sang một cái chốt khóa này chắc là lâu không dùng hỏng rồi. Còn nếu mà bật bếp thì các bạn bật đây mà lên và tắt đây. Còn khóa ga thì mọi người chú ý đừng đúng rơi đây, ấn xuống và khóa và xoay ngược lại. Và ở bên Nhật thì họ sẽ có cái đèn báo hở ga này, các bạn luôn phải cắm điện nhé. Như vậy vừa xong mình đã giới thiệu cho các bạn ga bếp bếp ga bên Nhật. À, chú ý nha các bạn, khi mà các bạn mua bếp ga bên Nhật thì cần chú ý cái loại ga mình dùng nhé, NB hay là loại của Xi nhé. Nếu khi đi mua mà các bạn bị khác loại là các bạn không dùng được rồi. Như vậy vừa xong mình đã giới thiệu cho các bạn bếp ga bên Nhật. Hẹn gặp mọi người các sau mà tạm biệt.